tham gia Jerusalem thì em làm giáo cũng được 9 năm. Gia đình qua Mỹ hồi lúc còn nhỏ, lúc đó thì cũng khoảng 9 tuổi thôi. Khi cha mẹ mình chuyển qua đây đó thì mong muốn mình muốn có một cái cơ hội, một cái cuộc sống khác và cuộc sống tốt hơn khi mình còn ở Việt Nam. Nhưng khi qua đây rồi đó thì thật sự cuộc sống chúng ta ai cũng rất là vất vả. 23 tuổi đó thì em mở một cái tiệm nail đầu tiên. 9 năm sau đó thì mở một cái tiệm nail thứ nhì. Sau khi mình mở một cái tiệm nail thứ nhì thì mình thấy cái thời gian của mình càng bị bó buộc hơn nữa. Thì sau đó thì mình nghĩ là bao nhiêu đó cũng chưa có đủ, cho nên mới bắt đầu đầu tư vô đi ốc và bán nhà. Thì trong thời gian làm đi ốc thì cũng vẫn còn cái tiệm nail. 3 năm trước thì cũng may là Trinh Nguyễn là một người thợ tóc trong cái tiệm của mình. Thì Trinh có giới thiệu qua cái cơ hội New Skin. Lúc mình vừa nghe đó thì mình nói là mình không có thời gian để buôn bán như trên, cho nên cũng không muốn tìm hiểu nữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì cũng đang ly dị, cho nên Trinh nói hỏi chị đi chơi với anh thầy. Thì thật sự lần đầu tiên khi mình tới đây á, mình chỉ nghĩ là mình đi chơi thôi. Thì khi quay về đó, mình cũng nói với là hai người chị của mình, ba chị em bắt đầu cho mình. Thì một năm đầu mình làm á, nó cũng rất là dễ, rất là dễ dàng. Nhưng mà cũng may đó là mình cũng ráng học hỏi, thì trong thời gian đó cũng lên được Ruby, được đi cái success trip. Nhưng khi quay về cái success trip đó rồi đó thì cũng lại rất là bận rộn với lại đi ốc, cho nên không có làm thêm cái công việc này nữa. Thì một năm đó mình đã không có làm. Nhưng mà cũng rất là may mắn trong công việc này á, một năm mình không làm đó, đội nhóm của mình vẫn phát triển, vẫn tiếp tục làm việc. Có mình không có mình, họ vẫn tiếp tục nảy nở. Thì tháng 8 vừa rồi đó là mình quyết định cho cuộc sống của mình một cái cơ hội nữa, thì mình mới trở lại công ty một lần nữa tháng 8 vừa rồi. Thì khi mình quay lại lần rồi đó là mình đã quyết định á, lần này mình không bỏ New Skin mà mình lại bỏ đi ốc. Bây giờ nhờ cái cơ hội qua New Skin, mình có thời gian thêm cho 4 đứa con của mình nữa. Đây là một cái cơ hội mình không bao giờ bỏ qua được, cho nên làm bất cứ khó khăn cỡ nào, bò lớn, đi lăn cỡ nào, mình cũng phải lên một thời. Xin chào tất cả các anh chị em. San Diego. Background của Tăng là chủ tiệm nail 27 năm. Đã là nail 27 năm, nếu các chị, anh chị em mà đã là nail 27 năm thì đã biết qua thời gian rất là nhiều. Thì có vài năm qua có suy nghĩ mình không biết thay đổi về nghề gì. Thì có rất là tình ngẫu nhiên gặp một người bạn trẻ quen biết qua sự mua bán ghế sport. Thì anh ta giới thiệu cơ hội nói về New Skin. Lúc đó mình không biết New Skin là cái gì. Thì cũng ráng biết qua thì người bạn trẻ đó không ai xa lạ đó, anh tên là Chi Chi Phú Nghĩa. Và đi qua thì anh cho biết thì còn thời gian rất là ngắn, nhưng mà mình cũng cố gắng để mua vé bay để qua gặp một người nữa, một người leader. Vì hai người này mình đã mất được tốn 1.000 đồng. Mà 1.000 đồng này chỉ được nói chuyện với người lý đà Tố Nguyễn 30 phút. Thì sau đó quay trở lại và trên đường về San Diego của mình quyết định làm và biết được cái New Skin mình đã nhận được là cái New Skin là sự thật. Những người mà Tăng đã gặp ngày hôm đó là sự thật, tất cả đều thật. Thì mình quyết định làm. Vì khi làm thì mình tất cả các anh chị em trẻ rất là nhiều giấc mơ, nhưng đối với Tăng chỉ là một ước nguyện. Cái ước nguyện của Tăng làm sao để vì thay được bà xã, có thời gian với gia đình và riêng cả chính bản thân mình. Thì sau đó mình rất là vinh hạnh
đã gia nhập được, và các anh chị em leader mình học hỏi từ đó, và cũng tiện nơi đây rất rất cảm ơn các anh chị leader ngồi ở đây sau 4 tháng qua đã dạy dỗ cho Thanh, và rất rất tín phục trong cái sự học hỏi về cái kỹ năng. Xin thân thật cảm ơn tất cả và đặc biệt Thanh rất may mắn là cảm ơn đội OC đã và cái người mà Thanh rất chân tình cảm ơn đó là Thi Tre Phú Nguyễn.